đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm bằng trắng vậy cũng như ngọc mani chiếu sáng rõ ràng, là ngọc vi bao có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Tê Atalatham Soketa Rala Ha Potasa Sane Aro Ra Soketa Ho Hesaha Sape Hệ Nhà Ti Phi, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên. Cả thải siết tỳ gia chân na ra ta siết tâm ma tu siết tâm ma tu siết tâm ma tu y đăng pha lăng y ta min ratanata yasmin sambasa dana che ta so. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, một lần nữa con xin tri ân sư Thanh Tâm và sư Pháp Trang đã trao truyền Tam Quy và Ngũ Giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và con cũng xin cảm ơn anh Calvin và chị Hà đã nhường cơ hội cho con được đại diện đạo tràng để thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới hôm nay. Và bây giờ con xin nhường lại mic cho Xích Nguyên Như và Nguyên Trang để điều hợp chương trình hôm nay. Và con xin cảm ơn ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ là hôm nay là ngày thứ tư, cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Chúng ta lại cùng nhau ôn về, hôm nay chúng ta sẽ ôn và về bài số 11 là Tâm dục giới tịnh hảo, Sovana Kama Vachara Chitta. Và Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post 8 cái câu Bali về cái 8 cái tâm dục giới tịnh hảo, 8 tâm đại thiện. Dạ chị, dạ sa thú. Xin quý vị đọc xong rồi mình bắt đầu vô bài nha. Dạ, hôm nay thời gian không còn nhiều, thành ra xin quý vị nối đuôi nhau mình đọc cho nó nhanh một chút, thì mình sẽ có giờ ôn bài nhiều hơn nha quý vị. Sa thú. Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang và sư Thanh Tâm có thể làm đầu tài cho chúng con đọc theo. Dạ, con xin nhân đức lại cho chư Tăng cả. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và bây giờ thì con xin được tiên phong để cùng với chư Phật tử để ôn bài Nam mô Bụt Thầy Giá. Maha Kusala Kama Vacharat Chích tá tâm đại thiện dục giới tịnh hảo 31 Somanasa Saharatang Nyanasang Sambayuttang Asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ 32 Somanasa Saharatang Nyanasambayuttang Asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp chí hữu trợ Somanasa Saharatang Nyanavipayuttang Asankha với căn tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ Somanasa Saharatang Nyanavipayuttang Asankha với căn tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ 35 Upekkha Saharatang Nyanasambayuttang Asankha với căn tâm đại thiện. Ủa sao tới đây như là không thấy bài nữa hả? Như là tới 35 Upekkha Saharatang. Dạ bây giờ chắc tới đây thì sư không có thấy bài nữa chắc. Dạ. À thế. 35 Upekkha Saharatang Nyanasambayuttang Asankha với căn tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 36 Upekkha Saharatang Nyanasambayuttang Asankha với căn tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ.
37 Upekha Sajagatang Nyanavipayuttang Asankhagikang Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. 38 Upekha Sajagatang Nyanavipayuttang Asankhagikang Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Và bây giờ chưa đã đọc xong, và bây giờ chúng con tiếp tục xin cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm, và sau đó xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta để tiếp tục chúng ta ôn bài Nam Mô Bổn Sư Thích. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin trí kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con xin đảnh lễ chư quý sư tổng quát, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Thôi thì để con tiếp tục đi, vì thời gian nó cũng giới hạn. Chúng ta nói đùa nhau làm cho nó mau lẹ. Và con xin đọc bài. Maha Kusala Kama Vajra Chitta. Tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Số 31 Somanasa Sagatang Jnana Sampayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32 Somanasa Sagatang Jnana Sampayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Số 33 Somanasa Sahagatang Jnana Vipayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34 Somanasa Sahagatang Jnana Vipayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Đốt tiêu rồi. Thôi vậy hình như hết bài rồi. Xin xuống mic mời vị kế tiếp lên chúng ta tranh thủ. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. 35 Upekha Sagatang Jnana Sampayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 36 Upekha Sagatang Jnana Sampayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 37 Upekha Sagatang Jnana Vipayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ xả ly trí vô trợ. 38 Upekha Sahagatang Jnana Vipayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Thân mời cha Vin. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ Phật Bảo, con kính lễ Pháp Bảo, con kính lễ Tăng Bảo. Và dạ, con kính lễ quý sư, con kính đến kính chào đạo tràng. Và dạ, con xin trả bài. Maha Kusala Kama Vajra Chitta. Tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Somanas Sasahagatang Jnana Sampayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. Somanas Sasahagatang Jnana Sampayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 33. Somanas Sasahagatang Jnana Vipayuttang Asankharikang. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. Somanas Sasahagatang Jnana Vipayuttang Tăng sát sanh kha ri căn. Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô hữu trợ. Dạ, con xin xuống mic mời anh thính pháp ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Số 35. Upekkha Sahagatang Jnana Sambayuttang Asankarikang Tâm Đại Thiện Thả Xã Hợp Trí Vô Trợ. Số 36. Upekkha Sahagatang Jnana Sambayuttang Asankarikang Tâm Đại Thiện Thả Xã Hợp Trí Hỗ Trợ. Số 37. Upekkha Sahagatang Jnana Vipayuttang Asankarikang Tâm Đại Thiện Thả Xã Ly Trí Vô Trợ. Số 38. Upekkha Sahagatang Jnana Vipayuttang Asankarikang Tâm Đại Thiện Thả Xã Ly Trí Hỗ Trợ. Dạ con xin nhường lại cho biết lại cho việc kế tiếp ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin đảnh lễ quý sư cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Maha Kusala. Dạ. Maha Kusala ka vachara citta tâm đại thiện dục giới ảo. 31. So manasa sahagatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 32. So manasa sahagatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 33. So manasa sahagatang jnana vipayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. So manasa sahagatang jnana vipayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô trung nữ và kính đảnh lễ quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Dạ xin cho em bài em cảm ơn chị Nhung. 35. Upekkha Sahagatang Jnana Sambayuttang Asankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ. 36. Upekkha Sahagatang Jnana Sambayuttang Asankharikang tâm đại thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ. 37. Upekkha Sahagatang Jnana Vipayuttang Asankharikang tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. 38. Upekkha Sahagatang Jnana Vipayuttang Asankharikang tâm đại thiện thọ xã ly trí hỗ trợ. Dạ con xin xuống mít nhường vị kế tiếp ạ. À. Dạ, yeah, mô Phật, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Tỳ Kheo Pháp Trang, kính chào đạo tràng, sư xin đọc bài. Maha Kusala Kama Vachara Citta, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. 31. So Manasa Sagatang Jnana Sambayuttang Asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. So manasa sagatang jnana sambayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. So manasa sagatang jnana vipayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 34. So manasa sagatang jnana vipayuttang asankharikang tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Rồi mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào đạo tràng.
Dạ, con xin đọc bài ạ. Mahakusala Kama Vacharachitta, tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Somanas Sasahagatang Jnanasam Vajuttang Asankharitang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Somanas Sasahagatang Jnanasam Vajuttang Asankharitang, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. Somanas Sasahagatang Jnanavipayuttang Asankharitang, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Somanas Sasahagatang Jnanavipayuttang Asankharitang, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống bích thờ, con kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa con, có vị nào đọc nữa không ạ? À? Như thấy hình như lớp mình đọc hết rồi phải không quý vị? Xin quý vị cho như tín hiệu nha. Để coi còn như có còn sót vị nào không. Dạ, sa thú như vậy là không còn có ai nữa. Như vậy là còn như một chút xíu Nguyên Như sẽ đọc liền đây. Nó có trong bài của Nguyên Như rồi, sa thú sư huynh lý. Hôm nay mình sẽ học, mình sẽ ôn qua, phải không gọi là học mà cả lớp mình là Nguyên Như thấy hình như biết hết rồi, thành ra mình chỉ ôn với nhau thôi không quý vị. Bài số 11 là tâm dục giới tịnh hảo, Sopana Kama Vacharachitta. Cái chữ Kama này đó quý vị, thì có nghĩa là dục giới. Kama, cái hai cái trường âm chữ ca có cái dấu dài ở trên. Kama, dục giới là cõi dục. Á Vacchara là có nghĩa là lui tới thường xuyên hay là cái hiện hữu nó thường xuyên. Cái chữ Kama Vacchara khi mà mình gộp chung lại đó là một cái tâm tốt đẹp, nó thường hiện hữu, nó thường lui tới hay là nó thường xuyên có mặt hay là xuất hiện trong cái cõi dục giới. Khi mà mình nói cái chữ Kama Vacchara này đó thì nó có nghĩa là nó xuất hiện thường xuyên, nó lui tới, nó ở trong cái cõi dục giới, nhưng mà không có nghĩa là nó chỉ có mặt ở trong cõi dục giới mà thôi nha quý vị. Chẳng hạn như mình nói tôi là người Việt Nam, rồi tôi ở Sài Gòn, thì có nghĩa là mình thường xuyên mình ở Sài Gòn, mình thường xuyên mình ở trong nước Việt, nhưng mà không có nghĩa là từ Sài Gòn mình không có đi được lên Thủ Đức, mình không có đi được ra Vũng Tàu, mình không có đi được lên băng Buôn Ma Thuột, không có nghĩa là vậy. Nhưng mà chỉ có nghĩa là mình thường xuyên ở Sài Gòn thôi. Rồi mình nói là mình là người Việt Nam thì cũng không có nghĩa là mình không có đi Hồng Kông mình du lịch được, mình không có qua Mỹ được. Mình cũng có thể qua Mỹ 3 tháng, 4 tháng mình chơi vậy phải không quý vị? Nhưng mà cái đó có nghĩa đó là mình thường xuyên, cái hộ khẩu thường trú của mình đó, là ở trong đó. Thành ra ở trong cái cuốn thầy hay giảng là mặc dù những cái tâm này vẫn có mặt trong cái cõi sắc giới, trong cõi vô sắc giới, nhưng mà không có thường xuyên như ở trong cõi dục giới. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình hành thiền đó chứ gì, thì cái tâm mình á, nếu mà mình hành thiền mình đạt tới cái cõi sắc giới hay là mình đạt tới cái cõi vô sắc giới thì cái tâm mình sẽ ở trong những cái cõi đó, mà khi mà mình xả thiền, mình xuất thiền rồi đó thì mình trở lại cái cõi dục giới của mình. Như vậy ha quý vị. Rồi cái chữ Sopana, cái chữ đó có nghĩa là tịnh hảo, có nghĩa là tốt đẹp, có nghĩa là tịnh quang. Chữ tịnh đây á thì là trong sạch, thanh tịnh nè, thanh khiết nè, khiết tịnh nè, sạch sẽ nè, tốt đẹp nè. Cái chữ tịnh có nghĩa là vậy. Rồi cái chữ hảo đó, thì hảo là giống như một cái chữ Hán nữa đây. Chúng ta được học là có nghĩa là tốt, có nghĩa là đẹp, có nghĩa là khéo và cũng có nghĩa là đúng. Cái phần gì mà positive á, là nó là hảo.
giống như tịnh hảo là nó tốt đẹp rồi, phải không quý vị? Thí dụ ở đây là thầy cho ra cái idiom á, là hảo nhân, hảo sự, có nghĩa là người tốt, việc hay. Hảo nhân, hảo sự, người tốt, việc hay. Tâm dục giới, tịnh hảo ở đây là tâm có một cái sự tốt đẹp, có sự tịnh hảo và có sự tinh khiết, thì gọi là tâm dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới tịnh hảo thì là một cái tâm có sự tịnh hảo đồng sanh, cộng trú chung với nó, và có những cái nhân thiện, có những cái nhân lành nó đi chung với nó, gọi là tâm tịnh hảo. Vì sao? Vì cái tâm này á, nó liên kết được với những cái căn thiện như là bố thí nè, tâm từ nè, có tri kiến, và tạo nên những cái đức tánh tốt. Quý vị nhớ vậy ha, gọi là tịnh hảo từ vì cái tâm này nó liên kết được nhiều cái căn thiện. Mà những căn thiện là gì? Bố thí, tâm từ, tri kiến. Một chút xíu mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề này nha quý vị. Tâm dục giới tịnh hảo thì mình được chia ra làm tất cả là ba loại. Thứ nhất á, là tâm đại thiện. Tâm đại thiện này mình có được 8 tâm. Maha Kusala Chitta. Maha Kusala Chitta. Thứ nhì là tâm đại quả. Mình cũng được có 8 tâm. Maha Quý Bà Các Chitta. Maha Quý Bà Các Chitta. Thứ ba là tâm đại hạnh, hay có chỗ gọi là tâm hạnh, hay là có chỗ gọi là tâm duy tác, thì cũng có 8 tâm luôn. Maha Kiriya Chitta. Maha Kiriya Chitta. Cái chữ Kiriya này đó, quý vị để ý là chữ K, chữ Y ngắn, chữ R, chữ Y ngắn, chữ Y caret và chữ A. A này nó không có phải là trường âm. Nhưng mà có cũng có chỗ á, thì bỏ cái chữ Y ngắn đi là thành là Kri. Thì cái chữ giá nó thành chữ gia, có nghĩa là Kriya. Thì cùng là một nghĩa, thành ra khi mà quý vị đọc sách những cái có hai cách người ta phiên người ta là đánh đánh vần khác nhau nha quý vị. Có thể đọc là Kiriya, có thể đọc là Kriya. Chữ nào cũng đúng hết, không có phải sai nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô sau cái chỗ mà đọc giống hồi nãy anh Lý kêu thì Nguyên Như sẽ đọc lại ở đây. Nếu mà có chỗ nào sai thì quý vị gì sửa lại ha. Thứ nhất là tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Maha Kusala Kama Vajra Chitta. Có 8. Số 1. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. So Manasasahagatang Nhà Na Sambayut Tăng á sằng khà rí cằn ề cằn. Sô má nát xá xá há gá tăng. Nhà ná sầm bá dút tăng á sằng khà rí cằn ề cằn. Số 2 là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tiếng Bali. Sô má nát xá xá há gá tăng. Nhà ná sầm bá dút tăng xá sằng khà rí cằn ề cằn. Sô má nát xá xá há gá tăng. Nhà ná sầm bá dút tằng sát sằng khà rí cằn ề cằn. Số 3 là tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Tiếng Pali. Sô má nát sát sá há gá tằng. Nhà ná quýp bá dút tằng á sằng khà rí cằn ề cằn. Sô má nát sát sá há gá tằng. Nhà ná quýp bá dút tằng á sằng khà rí cằn ề cằn. Số 4 là tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tiếng Pali. So manasasahagatang nhà na whip bayut tang sa sang kha ri kan e kan. So manasasahagatang nhà na whip bayut tang sa sang kha ri kan e kan. Số 5 là tâm đại thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Tiếng Pali. Upekkha sahagatang nhà ná sầm bá dút tằng á sằng khà rí cằn ề cằn. Upekkha sá há gá tằng nhà ná sầm bá dút tằng á sằng khà rí cằn ề cằn. Số 6 là tâm đại thiện thọ xả hợp trí hữu trợ.
Upekha sahaga tang nhà na sam ba yut tang sa sang kha ri kang e kang. Upekha sahaga tang nhà na sam ba yut tang sa sang kha ri kang e kang. Số 7 là tâm đại thiện thọ xả, lì trí vô trợ. Upekha sahaga tang nhà na vip ba yut tang a sang kha ri kang e kang. Upekha sahaga tang nhà na vip ba yut tang a sang kha ri kang e kang. Số 8 là tâm đại thiện thọ xả, lì trí hữu trợ. Tiếng Pali: Upekha sahaga tang nhà na vip ba yut tang sa sang kha ri kang e kang. Upekha sahaga tang nhà na vip ba yut tang sa sang kha ri kang e kang. Bây giờ mình sẽ đi vào một chút xíu về những cái tâm đại thiện này. Thì tâm đại thiện tiếng Pali là Maha Kusala Chitta, là cái chữ đại đó quý vị, có nghĩa là lớn, có nghĩa là to, là bự, là nhiều. Cái thì có cái tiếng Pali đó, cái phần đầu đó là cái chữ Maha. Còn cái chữ thiện á thì có nghĩa là tốt đẹp, là tiếng Pali có nghĩa là Kusala. Cái chữ Pali là Kusala. Đại thiện ở đây á là những cái thiện pháp to lớn, những cái thiện pháp gọi là bự á, thì mình không có nói là thiện pháp bự phải không quý vị? Đó là những cái việc thiện lớn, việc thiện to lớn, to tát. Có nghĩa là cái tâm này á nó làm được rất là nhiều cái điều phước thiện. Thì tại sao mà trong kinh nói cái tâm này làm được nhiều phước thiện? Có nghĩa là cái tâm đại thiện này á làm được 10 phước thiện, hay mình còn gọi là 10 phước nghiệp sự, hay còn gọi là thập hạnh phúc. Nó có ba cái chữ ở đây ha. Có thể mình gọi là 10 phước thiện, mình có thể là gọi là 10 phước nghiệp sự, hay cũng có chỗ gọi là thập hạnh phúc, thì nó cùng nghĩa với nhau nha quý vị. Quý vị để ý cái chỗ dùng từ. Thì cái chỗ này á mình sẽ đi từ từ. Thứ nhất á là bố thí. Cái tiếng Pali á là đà ná mắt gá. Tại sao mà ở đây trong 10 phút nghiệp sự nó đi đầu là cái chữ bố thí? Tự vì cái chỗ này đó nó là quan trọng nhất, và nó là cho những cái Phật tử mà những cái người tu học sơ cơ họ đều làm được hết, và nó cũng là một cái quan trọng nhất, dễ nhất, quan trọng nhất, ai cũng làm được hết. Nó dễ hiểu, và nó giống như là nó dễ hiểu từ cho những người mà mới vào đạo, mà nó cũng sâu xa cho những người mà tu lâu rồi, nó cũng dễ làm và nó rất là nhiều phước, nó rất là rộng lớn, thành ra nó được đặt cái số 1 đó quý vị, là bố thí, lúc nào cũng là bố thí, là phổ thông và sa thú anh, bố thí là mình thấy nó đi trước vì nó có cái lý do của nó hết. Đà ná mắt gá. Thì trong cái Phật tử của mình đó quý vị, mình không có một người nào mà nói về cái pháp tu hành mà mình chưa bao giờ biết bố thí phải không quý vị? Có những khi mà mình, nhiều khi có những vị mình cũng chưa biết tùy hỷ và chưa biết hồi hướng là tại sao mình phải làm như vậy. Nhưng mà Nguyên Như thôi có phải là guarantee, tất chắc chắn là tất cả mọi người đều nhiều, ít gì mình cũng đã từng bố thí trong cái cuộc đời của mình rồi. Nó rất là phổ thông. Tại sao? Tự vì cái phước này được tạo bằng cách bố thí xả tài. Mình bố thí, mình đem những cái tịnh tài mà mình làm được, mình để dành được, mình bố thí. Thì sau này khi mà mình học cái chỗ mà bố thí này có rất là nhiều thứ bố thí, mình học sâu vô rất là hay quý vị. Không phải là mình cứ đem tiền mình là mình bố thí là nó đủ đâu. Nó bố thí có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà nói sơ sơ căn bản á, thì là bố thí và có cái thể là xả tài nữa. Cái chữ này là hai cái khác nhau. Cái xả tài nó cũng bao gồm trong có bố thí, nhưng mà bố thí thì không có chỉ là xả tài. Mình có thể bố thí cái sự quan tâm của mình, có thể bố thí về những cái nhiều cái điều khác nữa, mà không có phải là chỉ có cái tịnh tài mà thôi nha quý vị. Quý vị ghi chú cái chỗ đó. Và cái thứ hai đó là trì giới, xì lá má giá. Trì giới có nghĩa là tạo phước bằng cách giữ giới và thọ trì những cái giới cấm.
Theo như mình học được cho tới bây giờ đó, thì mình thọ trì năm tam quy ngũ giới, hoặc là mình thọ trì bát quan trai giới, so với cái phần mà Phật tử của mình đây đó, thì là cũng là về cái thập hạnh phúc, là có cái tâm đại thiện này nó phát sanh từ mình trì giới. Cái thứ ba là tu tiến, phà quá nà má giá, phà quá nà má giá, có nghĩa là tạo phước bằng cách tu tập thiền định. Thì thiền định mình có thiền chỉ, rồi mình có thiền quán. Thì khi mà mỗi sáng quý vị xin giới với chư tăng, xong rồi quý vị ngồi thiền định đó, chính ở chỗ này là cái pháp thứ ba đây, là cái pháp tu tiến. Sa thú, những quý vị nào mà mỗi sáng đều theo chư tăng vào room và xin giới và ngồi thiền, rất là tốt. Mới mở mắt ra là chư vị đã làm thực thiền sự. Quý vị Nguyên Như xin thành tâm rất là sa thú những vị trong lớp mình có những cái gọi là tinh tấn trong từng cái sát na mới có thể dậy sớm như vậy. Sa thú Huynh Lý, sa thú Kỳ Anh rất là giỏi, có thể chống được cái sự buồn ngủ để mà leo vào lớp. Còn Nguyên Trang với lại Quanh Phan, với tất cả những cái vị kia đó, với lại anh Mỹ, với lại chị Hà thì quá giỏi rồi, khỏi nói ha. Sa thú chư vị. Cái thứ tư là pháp cung kính, Appaccha Giá Na Má Giá. Appaccha Giá Na Má Giá là cái pháp tạo phước bằng cách kính lễ bậc trưởng thượng. Có nghĩa là khi mà mình vào chùa, mình gặp chư tăng, mình cung kính đảnh lễ. Cái đó không phải là một cái gọi là lịch sự của người đời bình thường, mà nó chính là nếu mà mình biết mình có tác ý, mình có biết những cái kêu là hợp trí đó, có cái trí mình cung kính đảnh lễ chư tăng. Ở đây chính là cái tâm đại thiện làm việc, và mình sẽ được cái phước gọi là một trong những cái 10 cái điều phước thiện, hoặc là 10 cái phước nghiệp sự đó nha quý vị. Nếu mà mình biết được từ cái bài học của ngày hôm nay, khi mà mình gặp chư tăng, mình gặp kính lễ, có thể là mình gặp thầy kinh trong lớp cũng vậy. Nếu mà mình thành tâm thành kính, thay vì mình chào thầy một cách qua loa, chào sư một cách qua loa, thì mình có thể thành tâm cung kính, là mình đã được một cái pháp cung kính để bồi bổ cho cái barami của chúng ta, rất là tốt nha quý vị. Cái phần thứ năm ở đây đó chính là phục vụ hay là phụng sự hay là phụng thị, như là Huynh Lý đăng lên đó. Quỳ già quách chá má giá, quỳ già quách chá má giá là cái sự tạo phước bằng cách làm lợi ích cho người khác với công sức của mình. Ở đây có những cái vị á, họ đi vào chùa đó quý vị, họ có thể là cắt cây nè, họ kêu là quét rác, họ đổ rác, họ làm những cái việc ở ngoài, làm hàng rào, làm mái ngói, cái chùa sửa gì á là cũng leo lên hết. Nguyên Như thấy giống như là những cái việc phụng sự này, Nguyên Như thấy trước mắt của Nguyên Như là sư Huynh Lý xin thành tâm rất là sa thú hai huynh, là Huynh Lý với Huynh Ca Vinh đây. Khi mà chùa có gì là anh Ca Vinh nó có thể leo lên cái nóc nhà cao thiệt là cao, bắt thang lên chởn đóng cụp 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 ở dưới này, sợ muốn chết luôn. Nói thôi đừng có kêu, Nguyên Trang kêu đừng có kêu anh giật mình một cái anh lọt xuống dưới này, là không biết sao tối nay ai lên lớp mở cửa cho sư Tâm. Còn sư Huynh Lý thì thôi khỏi nói rồi, chùa nào hư chạy đến đâu 2-3 tiếng sư Huynh Lý đều là đi lên hết, sửa một cái bóng đèn cũng chạy lên phụ với chư tăng. Hai huynh rất rất là trong cái pháp phục vụ này đó, là coi như là phải học tập của hai huynh, không có từ nan một cái chuyện thiện nhỏ nào hết. Hai vị này đó quý vị là gom hết á, gom hết bỏ vô giỏ hết, không có chừa một cái điều nào hết. Sa thú hai huynh. Cái về cái phần số 6 á, là cái phần hồi hướng này đó. Bát Tí Đà Na Má Giá. Bát Tí Đà Na Má Giá. Ở đây đó là khi mà mình làm một cái chuyện phước đó, mình phải nhớ là mình phải tạo phước bằng cách hướng nguyện công đức mình đã làm để mà tạo điều kiện cho người khác sanh tâm thiện. Có nghĩa là thí dụ như là khi mình làm một cái chuyện thiện gì đó,
thì mình cũng hồi hướng giống như quý vị nhớ khi mà Chư Tăng giảng pháp xong á, xưa Chư Tăng hay hồi hướng những cái công đức mà Chư Tăng về cái thuyết pháp, giảng pháp của Chư Tăng đến cho những cái bậc trưởng thượng nè, đến chư thiên nè, rồi hồi hướng cho chúng sanh và chi phước cho tất cả mọi người trong học viên. Thì cái chỗ này nè, cái hồi hướng này đó không phải là một cái thủ tục bình thường, là một cái pháp lịch sự nha quý vị. Nếu mà mình được học được biết đó, thì ở đây chính là một trong những 10 cái thiện nghiệp, 10 cái phước thiện đây mà mình học, là mình phải để ý và mình biết bất cứ những cái việc làm của quý vị từ lớn đến nhỏ, từ mua một cái mình có thể mua một cái bình nước mình dâng lên cho Chư Tăng, mình có thể đi lên mình quét nhà, quét rác, bất cứ mình làm một cái chuyện gì đó thì cái tâm mình cũng hồi hướng, và chuyện nhỏ chuyện lớn gì mình cũng tập. Khi mà mình tập cái hồi hướng này á, không có phải là cái chuyện mình làm hồi hướng được nhiều hay ít, mà mình có cái tâm hồi hướng, mình có nghĩ tới người khác, thì ở đây cũng là một cái học về cái trong 10 cái điều phước thiện. Nếu mà mình cao hơn thì mình có thể là tạo cho cái ba la mật của mình nha quý vị. Quý vị ghi chú chỗ này, cái đây là một cái pháp rất là quan trọng mà một người Phật tử của mình cần phải biết. Rồi Nguyên Như sẽ xin đi qua cái phần số 7 là về tùy hỷ. Tất tà nú mồ đá nà má giá. Tất tà nú mồ đá nà má giá. Tùy hỷ là sao? Có nghĩa là mình tạo phước bằng cách là vui thích theo công đức của người khác đã làm. Chẳng hạn như bây giờ quý vị trong cái thời mà Covid bây giờ, quý vị đâu có thể là mình bị mất chớp nè, mình có thể mình bị sa thải, mình có thể là mình bị ở nhà một thời gian lâu mà mình không có xin được tiền thất nghiệp, có thể rất là nhiều chuyện xảy ra. Mà khi mà cái tâm mình á, mà mình nghe một người bạn của mình sao mà vẫn còn chớp, vẫn còn đi làm được, mà mình lại buồn đó, là tự nhiên chư vị đem một cái dạng tâm bất thiện, chư vị bỏ vô cái tâm mình khi mà người ta làm phước. Quý vị thấy mình lỗ không? Rất là lỗ. Nhiều khi cái tâm mình hồi đó giờ theo cái quán tính, mình cứ buồn, mình thấy người ta làm cái gì được không được, cái mình ngồi mình buồn. Có những người thì buồn mang mát, có những người rất là buồn, mà có hơi bị upset, mà có thể là nổi sân luôn, chứ không phải là không có. Nguyên Như không có nói chăm chú vào ai, Nguyên Như chỉ nói là cái pháp nó xảy ra trong cái thế gian của mình thôi. Thành ra quý vị lúc đó phải nhìn lại cái tâm mình. Khi mà mình gặp một cái chuyện như vậy đó, thì thay vì một cái chuyện người ta làm rất là hoan hỷ, mà người ta lợi, người ta thành tâm, người ta chi phước của mình, trong khi lại mình lại với cái dùng tâm bất thiện mình đối lại, mà mình đối lại sao? Mình đối lại với người ta, mình đối lại với chính cái bản thân của mình, thì quý vị thấy mình đi từ lỗ tới lỗ, quý vị thấy không? Trong khi nếu mà quý vị nhớ được một cái chỗ này, cái chỗ thứ 7 đây là pháp cái pháp tùy hỷ, bất cứ chuyện gì thiện của người khác làm á, mình không có dùng được tịnh tài, hoặc mình không có dùng sức, hoặc mình không có mặt ở đó đó, thì mình vẫn còn cái pháp tùy hỷ, mình vẫn có một cái lời khen, mình vẫn có một cái sự mà hoan hỷ thiệt từ cái tấm lòng mình ra. Tự vì mình sao? Mình là con Phật, mình biết cái tâm tùy hỷ nó chính là một trong cái phần của 10 cái phước nghiệp sự ở đây, là một cái phần tu tập của mình. Nếu mà mình làm được như vậy thì không bao giờ mình lỗ hết. Cái người khác, Nguyên Như thấy anh Lý làm thiện sự gắn cái bóng đèn, Nguyên Như vui giùm anh Lý, rồi thấy anh Ca Linh leo lên nóc nhà, làm đóng được một cái nóc nhà, đóng một miếng ngói gì cho Sư Tâm, hoan hỷ giùm, trời ơi hai cái vị này quá hay. Rồi thí dụ như là Nguyên Trang thấy anh Tín Pháp đọc kinh dạo này tiến bộ rất là nhiều, biết anh rất là tinh tấn trong cái chuyện mà anh ngồi đọc từng chữ Bali như vậy. Rồi ngay cả anh Giang Nhất Hạ cũng lên, hôm nay lên đọc kinh rất là trôi chảy, rất là xa thú, mọi người đều tùy hỷ cái việc thiện của các những cái vị khác. Thì quý vị tưởng tượng đi, ở trong lớp mình có khoảng 19 người, một người làm việc thiện, 19 người kia xa thú, 19 người kia được tùy hỷ công đức, thì cái pháp thiện nó lên quý vị cỡ nào. Trong khi nếu mà mình không có hiểu pháp, mình không có học pháp đó, không có tôi. Nếu mà mình không có học pháp đó, mình lại ngồi đó mà mình buồn, thì quý vị tưởng tượng đi, một cái người
mà người ta lên, người ta đọc kinh, người ta hăng say, người ta đọc như vậy bằng một cái tâm thiện, bằng cái tấm lòng thành. Người ta lên, người ta đọc, mong cho mọi người hoan hỷ, mình đọc tốt, mình cũng muốn được khen. Trong khi cả 19 người kia, thứ nhất là ganh tị, thứ hai là buồn, sao tôi không được đọc được như vậy. Thì quý vị tưởng tượng coi, một cái positive lên mà 19 cái negative nó xuống, quý vị có thấy buồn không? Trong khi á, mà anh đó, anh leo xuống, anh nói trời hôm nay mình đọc á, mình thấy đọc hay vậy mà chắc 19 người kia ghét mình lắm ta. Như vậy quý vị thấy cũng nó buồn ha. Tự nhiên cái giống như mình đọc mộc, mình đi trên cái biển có mình bơi à, mà mình lỡ mình bơi lẹ chút hay mình bơi hay chút, mình không muốn khen, mình sợ người ta ghét. Nên thành ra quý vị thấy không, đem so sánh hai cái lại, nếu mà anh lên anh đọc, mọi người sa thú, mọi người hoan hỷ, rồi sao nữa, những cái người hoan hỷ có một cái tâm thiện đó, thì cái tâm thiện nó kích thích người ta về, người ta học lên nữa, thì cả 19 vị kia đều học theo anh Thính Pháp, đều học theo anh Giang Nhất Hạ, cả 19 người đều đọc được giỏi Bali. Rồi khi mà mỗi người đọc á, thì 19 cái vị kia lại sa thú nữa, thấy cái tâm thiện nó nhân nhân lên. Thì quý vị thấy cái tâm đại thiện này đó, nếu mà mình tập được như vậy á, cái tâm đại thiện mỗi ngày của quý vị có nhiều kinh khủng luôn. Cái đó là Nguyên Như nói một mình quý vị làm thôi. Nếu mà quý vị đi chỉ cho người khác á, mỗi người trong quý vị đi giải thích cho người khác á, cái thập hạnh phúc này á, thì quý vị tưởng tượng quý vị nhân lên bao nhiêu nữa. Tự vì mình có phúc mình rồi, mà những người khác vì cái giải thích của mình, những cái vị khác làm theo chư vị nữa, nó nhân lên, nhân lên, nhân lên. Thì khi mà người ta làm cái phước á, tự vì cái sự mà chỉ dẫn của quý vị cho với người ta đó, quý vị cũng hưởng phước theo nữa. Thành ra nó có là, ý Nguyên Như nói là nó từ lời tới lời tới lời tới lời tới lời thôi đó quý vị. Cấp số nhân á, cấp số nhân nó xa thú lắm quý vị. Nếu mà mình ngồi mình tính á, thì á, Nguyên Như phải nghĩ lại á, là nếu mà mình là người làm business thì không có ai mà trong thế gian này mà có thể tính toán mà qua mặt Đức Phật hết á. Không có ai tính qua mặt của Ngài hết á. Nó lời tới lời tới lời, mà Ngài lấy cái hộp lúa, Ngài lấy từng cái hộp gạo. Quý vị có nhớ có một cái câu chuyện là Ngài dâng cúng hạt mè đó quý vị nhớ không? Trời ơi quý vị, là Ngài thảy một cái hạt mè lên, mà cái tất cả những cái chư vị nào mà Ngài muốn dâng á cũng được một hạt mè hết. Trời ơi sao này, cái phước của Ngài quá trời luôn. Thành ra quý vị có nhớ nha, Ngài có dặn mình á, Ngài cái chỗ nào Ngài cũng ghi chú những cái chuyện mà Ngài làm phước được đó, là Ngài đã làm phước rồi và Ngài thấy nó có lời rồi, Ngài quay trở lại Ngài dạy cho mình đừng có từ bỏ những cái việc phước nhỏ mà tụi con không có làm nha, đừng có làm như vậy. Tự vì những cái hạt mè mà Ngài làm mà Ngài vẫn có phước vô lượng, Ngài quay trở lại Ngài chỉ mình. Thành ra quý vị thấy không, mỗi lần mà giơ tay lên đọc kinh một cái là phước của quý vị kinh khủng luôn. Nguyên Như quên nói với quý vị cái chỗ này nè. Thí dụ như là anh Thính Pháp lên đọc một cái bài kinh mà anh nói là bây giờ anh đọc dở quá, anh không có lên đọc được. Thì Nguyên Như sẽ phân tích cho quý vị nghe là tự vì khi á, mà anh Thính Pháp lên đọc dở á, có một cái lợi là những người ngồi ở dưới á, thứ nhất á, là người ta sẽ nghĩ cái anh này anh đọc dở như vậy á, mà anh dám cầm mic anh lên anh đọc. Mà trong khi mình thấy rõ ràng là mình đọc hay hơn anh Thính Pháp, mà tại sao mình không lên, có mắc cỡ không? Thành ra quý vị đừng có nghĩ cái nào á, là nó dở, nó cũng là negative, nó cũng là xấu hết, chưa chắc đâu quý vị. Thí dụ hồi xưa, Nguyên Như nhớ á, Quanh Phan lên đọc á, Quanh Phan đọc giống như là con cọp nó nhai hụt me vậy đó. Nó lục cục lòn hòn. Thành ra Quanh nói Nguyên Như ơi, Quanh đọc như vậy làm sao lên? Thì Nguyên Như mới nói là Quanh đừng có nghĩ như vậy. Khi mà Quanh lên á, Quanh đọc dở, Quanh đọc không được, là Quanh làm cho sắp tắng những cái người ở dưới họ nghe. Họ sẽ lên họ đọc, tự vì họ sẽ nói trời ơi Quanh Phan đọc dở, cần ai khoai củ vậy mà Quanh Phan cũng ráng xăm mình, leo lên đọc cũng được cái điểm can đảm, cũng được cái điểm tinh tấn, cũng được cái điểm cố gắng, phải không quý vị? Thành ra quý vị thấy bây giờ Quanh Phan đọc làm sao? Cái nhờ cái phước, những cái phước nhỏ mà Quanh Phan đọc á, bây giờ Nguyên Như nói thiệt là Quanh Phan đọc kinh Bali rất là hay, đọc là có cái tâm luôn. Bây giờ Quanh không có sợ nữa, Quanh là cơ như là cầm mít lũi tới, quý vị thấy không? Thành ra khi mà mình làm những cái chuyện gì mà mình đang học tập mà quý vị đừng có sợ, quý vị đừng có sợ. Như thấy là
trong lớp mình lại có ba người á, là rất là đáng tán thán, là anh Kính Pháp nè, Quanh Phan, em Giang nè. Cứ cầm nít lên đi, mấy vị quý vị sẽ giỏi và quý vị sẽ đã trở thành những ngôi sao Bali trong cái bầu trời Bali rồi đó. Bây giờ Như sẽ đi tiếp tục tới cái phần số 8, chính là cái phần thính pháp. Thammas Sawanamaya, Thammas Sawanamaya, tức là sao? Thính pháp đây là mình có thể tạo phước bằng cách mình nghe pháp của Đức Phật thuyết, mình nghe pháp được đệ tử của Đức Phật thuyết, và thậm chí mình nghe pháp của những cái bậc thiện trí dạy bảo. Cái chỗ này thì giống như là ở trong cái thời Đức Phật đó, mình đâu có còn nghe được Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà sao quý vị, mình được những cái kinh tạng Bali của Ngài thì mình đọc, mình nghe Chư Tăng giảng dạy, thì tức là sao? Là mình đã nghe được Đức Phật thuyết pháp rồi một cách gián tiếp. Rồi mình nghe được các đệ tử của Ngài thuyết pháp, chẳng hạn như là mình vô room Nguyên Như Kỳ Viên của mình nè, thì mình được sư Thanh Tâm dạy nè, mình được sư Pháp Trang dạy nè, mình được sư Pháp Thanh, rồi sư Pháp Tính, rồi mình được được sư được thầy Kinh Milanda dạy nữa. Mình có được những đệ tử, những cái người mà học theo và những người học trước, những cái người, trời không dám nghe Nguyên Như đâu, những cái người mà đã học và những liễu tri và hiểu những cái lời dạy của Đức Phật. Mình ngồi mình nghe chư vị nói, thì bây giờ mình không có biết là mình có hiểu hay không, nhưng mà quý vị, như chắc chắn quý vị á, là quý vị đã tạo phước được rồi đó, là bằng cách thính pháp. Quý vị chỉ ngồi nghe thôi, vô room mình ngồi nghe thôi là mình đã tạo được cái phước rồi, quý vị thấy không? Chứ không có cần gì cao siêu hết á. Và bây giờ Nguyên Như xin đi qua cái phần thứ 9 ở đây đó, chính là cái phần thuyết pháp. Thầm má đề sa nà má giá, thầm má đề sa nà má giá, tức là sao? Thuyết pháp là tạo phước bằng cách nói pháp một cách chân chánh nha quý vị, cho người khác nghe. Thuyết pháp một cách chân chánh cho người thuyết ngơ, một cách chân chánh cho người khác nghe. Thậm chí chỉ là mình bàn luận về Phật Pháp, hoặc là mình chỉ nói những lời hay lẽ phải thôi đó, mình cũng có phước nữa. Cái phước này á là, nhưng mà không có phải là nói hay, nói giỏi để mà mình được người ta cúng dường nè, để là mình được người ta tôn trọng nè, để mà mình được nổi tiếng nè. Thì những cái chuyện mà mình nói pháp bằng những cái đó, chính là những cái cách nói pháp không có chân chánh. Thì ở đây không có nói về chuyện đó, mình chỉ nói là cách nói pháp một cách chân chánh. Giống như là Chư Tăng đi vô trong đây là tại vì sao? Chư Tăng thấy nguyên cái đám học trò mình rất là hiếu học, rất là thích nghe những cái lời của Theravada, của những cái bản kinh Bali, mà cái trí tuệ của mình nó quá sức là khủng khiếp. Mình không có thể tự đọc tự hiểu được một cái câu nhỏ thôi, mà mình phải đợi Chư Tăng thuyết giảng nhiều khi dài ba bữa, dài ba tuần mới hiểu được một cái câu của Đức Phật nói. Thành ra Chư Tăng mới vì cái đó, vì cái sự từ bi đó mà Chư Tăng mới vào để mà thuyết pháp cho mình nghe. Cái đó chính là cái thuyết pháp bằng một cách rất là chân chánh nghe quý vị. Thành ra khi mà mình nói, mà mình vô mình nói vì cái mục đích cá nhân, hoặc là bất cái gì khác, hoặc là vì lợi lộc, thì ở đây nó sẽ không được cái phước về thuyết pháp cái này nha quý vị. Rồi về cái thứ 10, và cũng là cái cuối cùng đây, chính là cái việc cải chánh trì kiến. Đích thu chú cầm má, đích thu chú cầm má, ở đây chính là tạo phước bằng cách mình trao dồi kiến thức và làm cho cái tri kiến mình được ngay thẳng, để mình có được cái chánh kiến. Cái chỗ này á, Nguyên Như thấy nó cũng có một cái sự quan trọng của nó. Tự vì khi mà mình học đó quý vị, mình nghĩ mình là một cái người học trò, mình không có biết nhiều đó, thì khi mà người ta sửa cho mình á, mình sẽ rất là muốn học hỏi để mà mình tiến. Nhưng mà khi nào đó mà mình nghĩ mình giỏi rồi là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình nghĩ mình biết đủ rồi đó, cái thứ ba là mình thỏa mãn trong cái mình biết rồi đó, cái tự nhiên một cái pháp ngủ ngầm rất là đặc biệt
mà nó gọi là ngã mạn đó quý vị. Nó nhảy vô, nó nhảy vô một cách rất là thầm kín, mà khi mà người nào sửa mình một cái đó là mình sẽ nổi sân. Tại sao quý vị nổi sân? Khi mà người ta sửa cái mình hiểu, tự vì sao quý vị? Tự vì mình chấp cái đó là của mình mới nổi sân. Bây giờ chẳng hạn như vậy, anh Lý hỏi là Sư ơi, hôm nay coi dùm trong cái iPhone á, coi dùm Lý, ngày mai Lý đi xa, Lý lên ở trên villa, Lý sửa cái cốc cho Chư Tăng, Nguyên Như coi dùm cho Lý là ngày mai bao nhiêu độ. Thì Nguyên Như ba sướng ba sát, Nguyên Như ngồi coi, ô ngày mai á là 32 độ. 32 độ thì Lý nó trời ơi là trời, bây giờ trời thời buổi này sao 32 độ, ý Nguyên Như nói là độ ép nha quý vị. Sao 32 độ, bộ mùa đông sao 32 độ, làm ơn coi dùm lại đi. Thì tự nhiên cái Nguyên Như mắc cười thôi, nó trời con ba sướp. Quan sát con sẽ hiểu ép vậy, cầm cái phone Nguyên Như coi lại. Ồ, xin lỗi nha, mình em Nguyên Như coi lại lộn cái tiểu bang. Ba sướp ba sát làm sao á. Ngày mai ở trên kia là thiệt ra 85 độ, trời đẹp lắm, anh Lý đi được. Thành ra quý vị, nếu mà mình nói chuyện trong một cái chỗ là chỉ coi nhiệt độ thôi đó quý vị, thấy là mình hiểu sai, mình đâu có cái gì giận ở trong đâu, đúng không? Nhưng mà khi mà một cái người đó, mà cái bữa đó họ cũng coi nhiệt độ, mà họ chính là người đọc nhiệt độ lên cái chỗ mà thông báo thời tiết đi, quý vị nghĩ một cái chuyện đó rất là lớn. Tự vì họ lấy cái người, họ chính là người đại diện của cái đài truyền hình ra, rồi họ ngồi họ coi cái nhiệt độ, họ nghiên cứu một vậy, khi mà họ đọc sai một cái đỏ mặt tía tai, họ mắc cỡ dữ lắm, họ có thể là giống như không dám gặp ai luôn, họ giống như thấy là một cái gì rất là khủng khiếp, rất là kinh khủng. Là khi mà một cái người nào mà gọi vô, trời ơi hôm nay đọc cái gì tầm bậy bạ, có một cái đó cũng đọc sai, họ mắc cỡ dữ lắm, họ rất là đau khổ. Quý vị thấy cái đó là cái chấp ngã nghĩ nhảy vô rồi đó. Thành ra ý Nguyên Như nói một vòng quay chỗ này á, khi mà mình học Phật đó quý vị, cái mà mình hiểu á, nó chưa chắc là nó đúng. Cái mà mình suy nghĩ á, nó có cái tưởng của mình vô. Mỗi người đều có một cái background, một cái cuộc sống hồi nhỏ mình khác nhau, có một cái nghiệp khác nhau, nói theo là điều kiện tâm lý, môi trường sống, một cái gì nữa anh Lý? Tiền nghiệp. Thì khi mà mình dùng cái của mình nè, cái biết của mình, cái hiểu của mình, cái tưởng của mình, mà mình đọc cái kinh Phật á, mình chưa có đủ trí tuệ và khuynh hướng tâm lý, đúng rồi, xa thú, thì mình sẽ dùng cái của mình để mình hiểu. Thì cái chuyện đương nhiên là quý vị nên nghĩ cái mình hiểu chưa chắc nó đúng. Nếu mà mình muốn dùng một cái thước đo hay là một cái cân cho nó kỹ vô á, thì quý vị nên cái gì, quý vị cũng nên để cái chữ là chưa chắc vô trọng nha quý vị. Khi mà quý vị dùng cái chữ chưa chắc khi mà mình học Phật hay là học bất cứ cái gì đó, thì quý vị đỡ có cái dính mắc và sẽ đỡ cái ngã mạn hơn. Quý vị đừng có nghĩ là cái chữ cải chánh tri kiến này là good nha quý vị. Là dễ nha quý vị. Quý vị thấy không có dễ đâu. Khi mà mình chấp vô một cái đó, ngay cả cái cách đọc kinh Bali của mình nè, mà mình đọc lâu rồi, mà ai nói, ồ hình như đọc sai á, giận đó quý vị. Bây giờ quý người nào, cái vị nào mà mới học á, quý vị chưa có giận đâu. Đọc lâu đi, người ta nói là mình sửa hoặc là mình cự lại, hoặc là mình gọi là mình đỏ mặt tía tai, mình buồn liền đó. Tự vì sao? Nó dính vào cái của mình nghĩ cách đọc đó là cách đọc của tôi. Cái chữ này là của tôi, không có sửa được. Thành ra khi mà mình có cái chữ chưa chắc là mình đúng đó, quý vị sẽ quý vị sẽ đỡ cái vụ này lắm. Có đó nha quý vị, không có phải là dễ đâu. Khi mà mình cái hạnh, nếu mà mình tập á, con nguyện là khi mà con đi bất kỳ chỗ nào, bất kỳ nơi đâu, dù con là Phật tử lâu bao nhiêu năm, nếu có vị nào mà mới tu thôi mà sửa con là đúng, con phải xa thú. Từ khi mà quý vị xa thú mà quý vị cải chánh tri kiến ngay cái chỗ đó đó quý vị, thứ nhất quý vị bỏ được cái ngã mạn, thứ hai là sao, quý vị có một cái thấy đúng, biết đúng, quý vị mới làm được cái đó. Cái thứ ba là quý vị được cái cải chánh tri kiến này, là sao, là quý vị đã thực hành
cái 10 phước nghiệp sự. Thành ra quý vị thấy có một cái chuyện này đơn giản là cái số 10 ở đây thôi, mà quý vị được bao nhiêu cái phước quý vị. Mà sao nữa, quý vị thấy một cái người Phật tử mới đó, họ vô họ hỏi quý vị, mà quý vị thành tâm, mà quý vị học hỏi quý vị, xa thú cái người đó, quý vị thấy cái chỗ nào không? Cái vị mới đó đó, nể quý vị vô cùng tận luôn. Là tại sao mà có thể một cái người tu lâu như vậy mà có thể hạ mình xuống để mà chấp nhận những cái lời nói rất là thô thiển, không biết gì hết của mình mà cái quý vị đó có thể xa thú mình. Cái hạnh đó quá là tuyệt vời. Quý vị chỉ cần sửa một cái chỗ đó là quý vị thấy quý vị quá trời phước ở chỗ đó luôn. Mà cái đó là sơ sơ cái chỗ đó thôi. Chứ nếu mà quý vị quay trở lại, quý vị nghĩ ngược lại những cái chỗ kia, một cái 10 phước nghiệp sự mà quý vị học sơ sơ chỗ này thôi đó, học hoài không hết quý vị ơi. Mình tu tới khi mà mình nhắm những cái bài học. Nguyên Như cứ nhớ là thầy Kinh Milanda nè, cứ nói là cái pháp Phật đó, nó vô bờ vô bến. Hễ mà mình 2 tuổi mình sẽ hiểu được 2 tuổi, mình 4 tuổi mình hiểu được 4 tuổi, mình chưa học vi diệu pháp mình hiểu theo cái kiểu kinh, mình học vi diệu pháp mình hiểu cái lời Phật dạy theo cái hệ thống vi diệu pháp, mình có thêm hành thiền nữa mình sẽ hiểu thêm về cái lời dạy Phật, lời Phật dạy khi mà mình hành thiền, tức là khi mà mình có thêm một cái gì đó quý vị, mình sẽ hiểu sâu kinh khủng lắm. Chẳng hạn như bây giờ mình là Phật tử gọi là không biết gì hết, mình vô mình thấy pháp Phật hay không quý vị, kinh khủng khiếp. Bây giờ quý vị nghĩ một cái vị Tam Tạng pháp sư hiểu hết 160.000 trang kinh của Đức Phật bằng tiếng Bali. Quý vị, những cái vị đó hiểu hết tất cả những cái chú giải, tất cả những cái bài. Một cái vị Tam Tạng pháp sư đọc 10 cái phước nghiệp sự này, quý vị hiểu những cái gì đó hiểu kinh khủng tới cỡ nào nữa quý vị. Như trời như biển, quý vị nghĩ là giảng một năm không hết luôn. Quý vị, cái tâm và cái trí của mình ấy là hạt mè thôi, mà mình đã thấy hay rồi. Thành ra quý vị đừng có bao giờ sợ là đọc kinh Phật hoài, bây giờ tôi chán rồi nha, tôi học đủ hết rồi nha. Cái đó là không có đúng đâu. Tự quý vị rõ ràng cái trí tuệ của mình so với một cái bậc Tam Tạng pháp sư thôi, không có là thấy nó thua bao nhiêu xa, mà quý vị còn thấy hay. Mà những cái vị đó cũng có thể là cải chánh tri kiến được, thì mình là ai mà mình không cãi, mà mình chấp là cái này của tôi, phải không quý vị? Thành ra như thấy là cái phần mà mình trong cái tâm đại thiện mình đây đó, nếu mà mình dùng cái tâm đại thiện mình đi xài về tất cứ. Ở đây tâm đại thiện mình chưa nói là tâm thiền nha quý vị, mình chỉ nói là tâm thiền ở cõi dục giới thôi đó, mình chưa nói là ngồi thiền, mình chỉ tập thiền thôi chứ mình chưa có tâm thiền. Quý vị thấy cái câu số 3 nè, hồi nãy Nguyên Như nói á, là tạo phước bằng cách tu tập thiền định, chứ mình chưa có cái tâm thiền ở đây đâu. Tâm thiền mình phải qua là sắc giới, vô sắc giới, đó là mình đi travel một chút thôi, nhưng mà mình đã có rất là nhiều phước rồi. Bây giờ quý vị thử mỗi sáng, mình có thể là quý vị sẽ cut and paste, có nghĩa là ghi, không có cần ghi dài như Nguyên Như đâu. Quý vị cứ lấy một cái tờ giấy nhỏ nhỏ đó, quý vị chép vô 10 cái này nè, rồi quý vị bỏ vô túi, lâu lâu cái giờ nghỉ trưa đó, quý vị vừa ăn nó vừa ngồi coi coi hồi sáng giờ tôi làm được những cái phước nào trong cái 10 thập thiện này rồi. Quý vị làm được đó. Nếu mà hồi sáng này tôi chưa có bố thí thì mình có thể tặng người ta bố thí một cái lời hỏi thăm, hôm sau hôm nay khỏe không rồi đó. Đúng rồi, anh Lý thuộc lòng là tốt nhất đương nhiên rồi, nhưng mà đâu phải ai cũng là ngài A Nan đâu, chưa chắc là thuộc nổi. Bây giờ ghi trước đi anh Lý ơi. Rồi quý vị thấy là hôm nay mình có bố thí chưa nè, hôm nay mình có trì giới chưa nè, hôm nay có tu tiến chưa nè, có cung kính chưa nè, có phục vụ chưa, có hội hướng chưa, có tùy hỷ chưa, có thính pháp chưa, có thuyết pháp chưa, có cải chánh tri kiến chưa. Nói tóm lại đó, nếu mà mỗi sáng á, mình theo chư tăng vô sinh giới ngồi thiền, mỗi tối đó mà mình đi theo vô lớp Nguyên Như Kỳ Duyên học, thì khi mà bây giờ Nguyên Như sẽ so sánh một chút xíu, có thể là Nguyên Như có thể thiếu một chút xíu, Nguyên Lý sẽ lên, Nguyên Lý sẽ bổ túc thêm ha. Bây giờ quý vị thử nha, tối mình vô mình học
trong lớp bao nhiêu kỳ duyên ở đây. Thì sao? Bây giờ mình có trì giới không? Mình vô mình xin giới. Có không quý vị? Có không quý vị cho cái bông ha? Số 2 có không? Có. Mình có trì giới nè. Rồi sao nữa? Mình có bố thí không? Mình vô lớp mình có bố thí không? Mình bố thí gì vậy quý vị? Quý vị thấy trong lớp mình có bố thí gì? Pháp thí, xà thú huỳnh lý, pháp thí. Rồi, bây giờ á, trong đây á, trong lớp mình, khi mà mình học đây mình có tu tiến không? Quý vị thấy mình có tu tiến trong lớp của mình không? Có tu tiến chỗ nào vậy? Tạo phước bằng cách tu tập thiền định nè. Chỉ và quán nè. Quý vị có nhớ một cái chỗ mà sư Tâm hay nói đó, khi mà quý vị đọc cái kinh Bali đó, không phải tự nhiên cái quý vị lên đọc là quý vị đọc hay được đâu. Quý vị phải có tập trung, quý vị phải đọc từng chữ, quý vị phải đọc làm sao cho cái bài kinh nó có lực, chứ không phải như hết hơi hết hồn, đúng không? Thì khi mà quý vị đọc như vậy á, nó chính là thiền định đó quý vị. Là mình có tu tiến ở đây nè. Chứ nếu mà có vị nào nói trời ơi con học kinh Bali, con phải ráng con học lẹ lẹ lên chứ con học như vậy còn số nhiều khác làm sao mà con học được. Khi mà quý vị có cái tâm đó đó là quý vị đã dùng cái tâm bất thiện quý vị học tự sao. Tâm nôn nóng nè, tâm sân nè. Quý vị học vậy kinh Bali nó không có vô. Quý vị phải học bằng cái sự cung kính, cái sự thiền định, cái sự calm của mình đó. Quý vị học cái đó lại chính là quý vị tu luôn đó. Thì phải có chánh niệm nữa quý vị mới học kinh Bali vô. Còn nếu không, quý vị chỉ học bằng cái tâm sân nó không có được. Cái pháp Phật mình không có học bằng cái tâm sân được nha quý vị. Rồi, cái đó là ba cái mình có rồi ha. Quý vị, bây giờ tối quý vị vô lớp á, quý vị có học và có được cái pháp cung kính không? Như quý vị thấy là mình được thêm cái phước cung kính không vậy? Mình vô mình đảnh lễ sư Thanh Tâm nè, mình đảnh lễ thầy Kinh nè, mình đảnh lễ sư Pháp Trang, sư Nguyên Thông nè. Mình chào nhau nè. Rồi, số 4 có phải không? Rồi, mình được 4 cái rồi. Bây giờ, Nguyễn Như xin hỏi là quý vị có phước phục vụ ở trong room mình không vậy quý vị? Anh Kevin mỗi ngày vô mở cửa room nè. Lúc nào đi đâu cũng chạy về mở cửa room nè. Thí dụ vậy, có phước phục vụ chứ. Mỗi cái vị lên đọc bài đó, có phước phục vụ chứ. Mình help với nhau. Mỗi người làm trong đây cầm mic lên. Là ngay cả quý vị tặng một cái bông lên, quý vị... mà đó bây giờ em chưa có thì em nhắn lên em cũng participate là em có phước phục vụ rồi đó. Thí dụ như người nào lên cầm, ví dụ chị Kim Nhung cầm mic lên, ồ không biết đọc được chưa ha, không biết có rõ chưa ha. Rồi sư Nguyên Thông lên, quý vị có nghe được sư nói không ạ? À? Quý vị trả lời có là phước phục vụ đó quý vị. Dạ, nghe cũng là phục vụ luôn, xa thú hành lý. Rồi bây giờ mình có phước hồi hướng không quý vị? Mình vô lớp học mình có phước hồi hướng không? Có chứ. Khi mà mỗi lần tối xong á, mình học xong đó, rồi mình ngồi mình cùng nhau hồi hướng với chư Tăng, với lại chư Thiên, như xin sám hối. Thành ra quý vị khi mà mình học xong rồi đó, quý vị đừng có lẹ lẹ chạy ra khỏi lớp nha. Quý vị ngồi đó, quý vị đọc theo Nguyên Như, tự vì cái đó chính là gì? Chính là một cái 10 phước thiện của mình đó. Chứ không phải là, xong rồi, ngày nào cũng đọc hết tôi biết rồi. Không phải, cái ngày hôm qua biết á, là chuyện thiện của ngày hôm qua, ngày hôm nay mình biết á, là chuyện thiện của ngày hôm nay. Thành ra quý vị đừng có xong một cái chạy ra cho lẹ, mọi người ở lại đó là người ta có phước, mình đi mình mất phước nha, quý vị nhớ nha. Ok, bây giờ tới số 6 rồi phải không, tới số 7 nè, tùy hỷ nè. Bây giờ hôm nay Nguyên Như lên, Nguyên Như cầm mic, Nguyên Như xa thú anh Kevin, Như sa thú anh Lý, Như sa thú Quanh Phan, là tất cả mọi người nè, ai cũng có việc sa thú rồi sao. Mình ở ngồi dưới mình nhớ sa thú nha, mình không có dùng tâm sa thú, mình dùng tâm sân, mình dùng tâm ganh tị, mình dùng tâm ghen ghét. Cả lớp họ lụm hết những cái bông hoa đẹp bỏ vô giỏ, mình á, là mình lụm gì, mình lụm đá nè, mình lụm chì nè, mình lụm nghiệp nè, mình lụm bất thiện mình bỏ vô. Quý vị phải thương mình nha, đừng có lụm mấy cái đó bỏ vô, tập đi. Tự vì những cái chuyện mà người ta lên, người ta nói ở trên lớp á, là người ta cố gắng, người ta dùng tâm thiện, người ta học, thì mình dùng tâm thiện để mình sa thú. Người ta học cái phước của người ta là học được kinh Bali, mình hoan hỷ cái phước của mình,
học được cái hạnh tùy hỷ, được cái 10 phước nghiệp sự mình có, mình vô rum á, vàng bạc kim cương đá quý quý vị, tha hồ lụm, làm ơn nghe, đừng có lụm những cái tâm bất thiện, đừng có lụm những cái cục đất cục đá ở dưới lên mà đem về nhà, uổng lắm nha quý vị. Như nhắc rồi đó nghe. Mình ở trên room mình á là đủ thứ vàng bạc đá quý kim cương hột xoàn, tại sao mình phải lụm những cái đó đúng không? Uổng lắm. Rồi bây giờ qua số 8 là quý vị thính pháp nè. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ ô cái này biết rồi, trời ơi bà Nguyên Như nói hoài, bà Nguyên Như nói hoài, Nguyên Như nói hoài chán quá. Quý vị đừng có nghĩ như vậy, tự gì nếu mà quý vị chán á, quý vị đi ra khỏi room đúng không? Rồi cái người khác thấy vậy cũng đi ra khỏi room. Cái room mình á từ 26 người mà đi ra hết, có mình Nguyên Như ngồi nói xong rồi biết rồi, khổ lắm, nói mãi cuối cùng sao, bà Nguyên Như bà ngồi ở trển, bà thuyết pháp, ở dưới này không có ai có phước thính pháp hết. Tự vì sao? Tự vì mỗi người trong tâm mình á có một cái ngã dính vô, tôi biết rồi, nói làm gì nữa, học làm gì nữa, phiền quá đi, mất thời giờ quá đi, thấy không quý vị? Trong khi mình đang tập thính pháp là mình nghe những cái chuyện mà cái này Nguyên Như đâu phải tự bịa ra đâu, Nguyên Như ôn lại bài của thầy, mà của thầy sao, thầy cũng đâu phải là thầy tự viết ra đâu, thầy chép từ kinh, kinh ở đâu, kinh của Phật dạy, quý vị thấy không? Thiệt ra mình ôn lại bài của Phật dạy, nếu mà mình giỏi hết, mình biết hết rồi thì mình không còn ngồi đây nữa, mà mình cũng không ở trong 31 cõi nữa, mình ở cái cục soi dò vàng vàng đó quý vị, mình ở niết bàn rồi. Còn nếu mà mình ở đây, có nghĩa là chúng ta đây đều cần 10 cái pháp này hết. Rồi tiếp tục là về cái chỗ nào, về cái thuyết pháp. Về cái thuyết pháp là sao? Quý vị đừng có nghĩ là quý vị phải biết một cái bài kinh, quý vị phải biết tứ vô ngại giải giống như là anh Lý, quý vị mới lên thuyết pháp được. Quý vị thấy Nguyên Như lên á là coi như cọp nhai hột me. Nguyên Như không có nói một góc bằng của anh Lý. Nguyên Như bảo đảm với quý vị như vậy đó. Anh Lý mà lên đó, hả, là coi như là nhắm mắt để một cái remote lên là đi 4-5 tiếng như chơi, không có chuyện gì hết á. Cái bộ não của anh Lý có thể nhớ được Nguyên Như nghĩ là không có dám bằng tâm tạng thôi, mà cũng đâu gần ngay đó. Cái trí của anh Lý rất là áp dốt, gọi là cái kinh điển của anh Lý là giỏi. Anh Lý ngồi nghe không có cần chép xuống như mình đâu quý vị, anh Lý nhớ thẳng từ sư tới cái đầu anh Lý, là anh Lý có thể thâu vô mà cái máy thâu là nó không có quên, là phải nói là sa thú anh Lý. Nguyên Như phải học hỏi rất là nhiều của anh Lý cái vụ đó. Người không bao giờ chép bài, có cần Nguyên Như ơi cho mượn bài chứ anh Lý không bao giờ chép bài. Anh Lý rất là giỏi nha quý vị, tứ vô ngại giải của nhóm Nguyên Như kỳ duyên đó. Rồi khi mà mình thuyết pháp như vậy á, hoặc là sao, khi mà mình nghe được một cái lời hay lẽ phải nào đó đó mà mình có thể chia sẻ với bạn của mình, là cái đó chính là mình thuyết pháp rồi. Thí dụ như vậy thôi, cuối tuần này mình đi lên, mình sinh hoạt ở trên chùa Kỳ Viên đi, có nhiều người làm biếng quá, trời mưa chịu không nổi, mình cứ bắt phone lên, Quanh ơi ngày mai ráng lên đi Quanh. Thiệt ra mình lên á, thứ nhất là sao, mình coi chùa sao nè, tự mình 2 tuần rồi mình cũng lên để coi chùa, nó cũng lạnh lẽo quá, lên mình tụng thời kinh, không có bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, thôi lên đi, Quanh nghe mình Quanh lên chứ. Có nhiều khi bạn bè mình nhiều khi nó lu sụp một chút, mình gọi, mình nhắc, thì khi mà mình lên như vậy đó quý vị sao, nó có cái phước thuyết pháp đó quý vị, nói những lời hay lẽ phải ở đây nè, chính là mình có cái phước thuyết pháp đó. Chứ không phải là mình nói thuyết pháp là mình phải lên là mình nói kinh khủng, kinh dị, mang rợ, nghe người ta vỗ tay rồi người ta tận bông, rồi quăng bông bóng lên mới là gọi là mình thuyết pháp. Thành ra mình mà nói được một cái lời hay lẽ phải, mình hướng người ta vô cái chuyện thiện. Thí dụ mình gặp người nào nóng quá, mình cứ nói thôi nha, tại sao á, là mình không có xài cái tâm bất thiện, mình xài cái tâm thiện, cũng như xin sám hối. Tại sao cái tâm thiện mình không xài, nó có 25 cái tâm thiện, mà tại sao ngồi giận mình cứ xài tâm bất thiện là vậy, làm sao mình nói cái đó là sao quý vị, mà người ta nghe được người ta nguôi cái đó, chính là quý vị thuyết pháp rồi đó. Chứ đừng có nghĩ là mình nói cái gì kinh khủng khiếp mới là thuyết pháp, không phải đâu. Mình nói, mình nhắc, mình những cái lời hay lẽ phải đó chính là thuyết pháp rồi. Đây là số 9 đây. Còn sao cải chánh tri kiến,
mình á, mình không có đủ giỏi, mình không có đủ tài ba, mình không có đủ đức để mà mình cải chánh chi khiến kiến của những cái vị khác, quý vị nhớ như vậy. Mình không có giỏi như thầy kinh, thầy kinh á thì lên chà cải chánh chi kiến cho một đám luôn. Nó hiểu trật gì là thầy quất hết, thầy là coi như là sắc rạc hết. Mình không có cái gì hết, không có đủ hết, mình cãi tới cãi lui, nó quýnh mình chạy không kịp. Ý Nguyên Như nói ở đây cãi chánh chi kiến cho ai? Chính là cho mình đây. Mỗi một cái sự suy nghĩ của mình á, nó chưa chắc là đúng. Có thể quý vị nói nó đúng trong một tuần, tuần thứ hai nó trật rồi. Tự sao? Khi mà mình tu tiến lên á, cái tâm, cái trí tuệ của mình, cái banh nha của mình nó lên đó quý vị. Những cái chuyện của quý vị hiểu thuộc loại ấu trĩ, mình mới thấy mình sai. Hoặc là sao? Mình làm phước nhiều, khi mà mình đủ phước á, mình thấy cái mình sai dễ hơn. Mình tu thiền, cái tâm mình nó tịnh, mình thấy cái mình sai dễ hơn. Thành ra ý Nguyên Như nói cái chỗ này nè, mình cải chánh chi kiến á, là mình quay vô trong nha. Chứ không phải là mình nói mình cải chánh chi kiến, ô hôm nay sao bà vô duyên quá vậy, hôm nay sao ông vô duyên quá vậy, hôm nay là cái ông này trật thương bay. Mình đi á, mình không lo mình đi lo cải chánh chi kiến người ta. Từ sáng đến chiều tự nhiên cái mặt đó nó hơi giống một cái ốc mứt bị trúng quýnh đó quý vị. Đi cải chánh chi kiến mà cải lộn, mình cải vô mình đây nè, chứ không phải mình cải ra. Mình cải được chánh chi kiến của mình mỗi ngày, mình học. Như có nhớ một câu á, là một cái người mà trí á, là khi mà họ gặp người ngu á quý vị, họ vẫn học được. Cái người mà dở, cái người mà dốt, cái người mà nghèo, họ học được từ tất cả khắp mọi nơi. Thì tự vì sao quý vị? Tự vì tất cả đều là pháp, họ thấy được cái đó. Nhưng mà khi mà một cái người mà không có cái thiện pháp á, thì họ thấy ai cũng không đáng để họ học hết. Họ giống như là một cái ly nước đầy, nhỏ một cái là nước đã trào ra. Có nghĩa là sao quý vị? Cái người đó rất là thấy là rất là buồn cho cái vị đó, phải không? Tức là không còn học được gì nữa hết, nó bão hòa rồi. Cái đầu mình đi đâu mình cũng thấy mình là thầy người ta hết, mình thấy mình là giỏi hết rồi, mình không còn cái gì học nữa. Có nghĩa là sao? Cái người đó không có một cái nào tốt vô và không có cái cơ hội để người đó cải chánh chi kiến được nữa. Trời ơi, hồi nãy giờ Nguyên Như nói sao mà tới 10 giờ 37 phút rồi. Như xin lỗi nha, nghe nói một hồi nó quên hăng quá. Bây giờ nói chứ bây giờ á, không biết từ hôm nay sao pháp nó nhập hay là sao vậy. Như xin cáo lỗi với quý vị nha, nói nãy giờ thôi cũng hết được 10 điều rồi. Bây giờ Nguyên Như xin mời Quynh Lý lên, để hồi nãy giờ nói trật cái chỗ nào á, Quynh Lý sửa lại để cho bà con có thể cải chánh chi kiến. Dạ, Nguyên Như xin mời Quynh Lý. Nam mô Phật Đà, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Kha, Sa Đu Sa Đu Sa Đu. Nguyên Như hôm nay thuyết pháp hay quá phải không cả nhà? Quá tuyệt vời luôn. Sa Đu Sa Đu Sa Đu. Cái bài thập phúc hành tông nó rất là quan trọng, là vì cái này 10 cái điều này nói tuy là 10 nhưng mà nó là nền tảng cho biết bao nhiêu cái hình thức mà chúng ta có thể hành pháp thiện. Tức là lấy ví dụ như hồi nãy về vấn đề là xả thí đi. Xả thí thì chúng ta có thể là bố thí, xả thí về tịnh tài, tiền bạc, hoặc là công sức, hoặc là xả thí lấy ví dụ như Nguyên Như bỏ thời gian ra mà thuyết pháp, thì cũng có cái phước thuyết pháp và cũng có xả thí cái thời gian và công sức ở trong đó nữa, chứ không phải không. Chúng ta càng suy nghĩ, càng suy nghĩ kỹ lưỡng hơn thì chúng ta thấy cái xả thí trong tất cả mọi thiện sự nó đều có xả thí trong đó, vì nó có cái công sức trong đó nữa. Ngay cả cái việc phục vụ, đúng rồi, soạn bài thuyết pháp rồi phải học bài nữa, soạn bài rồi học bài rồi bỏ thời gian ra, rồi cái đầu nó phải nghiên cứu suy nghĩ, rồi phải nghĩ đến cái chuyện phải nói làm sao. Tất cả trong đó nó có cái trí tuệ ba la mật ở trong đó, và nó có cái sự tu tiến ở trong đó, là có cái sự nhận thức ra được mỗi cái pháp cần phải nói, những cái pháp nào cần phải hành, những cái pháp nào cần phải học, những cái gì cần phải nên nói và những cái gì không nên nói chẳng hạn. Thì tất cả mọi cái ý thức
Ở đây vì thời gian cũng có hạn và hôm nay cái bài thuyết pháp của Nguyên Như là quá tuyệt vời, cho nên xin xin điểm ra một cái đoạn, cái chỗ này hồi nãy giờ theo cái nghe Nguyên Như thuyết pháp thì có cái điều quan trọng là có sự ý thức trong mọi cái điều thiện của chúng ta làm, mà chúng ta học 10 thập phúc hành tâm này, 10 cái điều này là nền tảng để nó cũng gợi ý, và cũng đồng thời là trong mỗi ngày, giống như Nguyên Như nói hồi nãy là mỗi ngày chúng ta trở về nhà trước khi ngủ gác chân lên trán thì chúng ta suy nghĩ coi trong cái ngày đó chúng ta đã thực hành được cái pháp nào trong 10 cái pháp này, hoặc là tốt hơn hết là nên có cả 10. Và chúng ta thấy được tất cả những cái điều mà, lấy ví dụ như cái chuyện như thuyết pháp thì chúng ta thấy được cái chuyện xả thí ở trong đó luôn, thấy được cái sự trì giới trong đó luôn, thấy được cái chuyện tu tiến, có sự chú tâm, cổ phải học bài, cổ phải thuộc bài, cổ phải nhớ bài để cổ nói những cái gì cần phải nói, chứ 10 điều này rồi cho ví dụ, rồi đưa ra những cái trường hợp để mà điểm qua những cái điều mà cần phải nói như vậy, nó lung tung, nó rất nhiều dòng tư tưởng ở trong này, mà nếu mà không có chánh niệm, tịp chánh niệm tỉnh giác thì nói một hồi là nó lạc đề, nó mất ý nghĩa, nó không còn cái giá trị của bài nữa. Cho nên là nó có sự tu tiến ở trong đó, rồi đương nhiên là có thuyết pháp mà thuyết cho mọi người nghe, mà chính mình cũng phải nghe cái điều mình thuyết coi nó hợp tình hợp lý không nữa. Cái quan trọng là cái lắng nghe trong cái tiếng nói nội tâm, cái tâm của trong chính mình là cái điều mà quan trọng của cái người tu. À, cho nên thuyết pháp nó đi song song với cái thính pháp. À, rồi cái hồi hướng là một hồi nữa, chúng ta đương nhiên phải có hồi hướng. À, những cái điều chúng ta học được cái lợi lạc, những cái điều hay lẽ phải, chính những cái điều hay lẽ phải này nó giúp chúng ta trong cuộc sống chúng ta có những cái sự hành xử, suy nghĩ và hành động đúng. À, trong có những suy nghĩ, hành động và có những kiến thức đúng như vậy, nó cải chánh tri kiến, nó càng cải chánh tri kiến thì chúng ta làm việc, suy nghĩ và hành động càng đúng thì nó cứ giống như cái vòng bánh xe vậy đó. Mà vòng bánh xe của Thánh Luân hoặc là Thế Luân thì đi theo cái ngõ của ba căn tham sân si, còn Thánh Luân thì đi theo cái ngõ của vô tham vô sân vô si, thì càng cải tránh tri kiến, càng thấy hay, biết được điều hay lẽ phải, biết được chân tri trước kiến, thì tất thì ý thức được tất cả những hành động, và quan trọng là thấy được cái tâm của mình đang hiện bày, đang ngự trị cái hành động của chúng ta. Thì qua cái bài ngày hôm nay, tại vì thời gian cũng giới hạn và Nguyên Như trình bày cũng quá là rõ ràng, quá là hay ngày hôm nay, xin cũng mong là tất cả mọi người trong đạo tràng chúng ta hôm nay rất là xa thú, và chúng ta và chính vì xa thú chúng ta diệt cái tâm đố kỵ và tùy hỷ, khởi lên được cái tâm tùy hỷ đó, chúng ta có được cái phước thính pháp và hưởng luôn được Anmudana, luôn được cái phước là thuyết pháp của Nguyên Như, và đồng thời tất cả những cái phước báo đó chúng ta được hưởng hết là vì chúng ta có cái tâm tùy hỷ. Cái câu chuyện của một cái người, một số sách thì ghi là một người bạn của bà xa thú Nguyên Như, nhà xa thú xa thú xa thú, cái bà Nguyễn Sa Khá là cúng dường cái Đông Phương Tự cho Đức Phật. Thì bà đó là bên Đức Phật ngày xưa có hai vị, là bên nam là vị Cốc Cô Độc, và vị bên nữ là có bà Quý Sa Khá, là những cái vị mà giống như là thời buổi giờ chúng ta gọi là Bill Gates đó, những vị là đại thí chủ, những vị đó giống như là ngài Cốc Cô Độc thì cúng dường là chùa Kỳ Viên. qua cái việc thiện của bà ấy làm, thì người bạn hay là người hầu của bà chỉ là xa thú, tức là hoan hỷ tùy hỷ với cái điều thiện của bà làm thôi, mà cái quả được sanh lên trời và có cái hào quang rực rỡ. Thì chỉ là một cái điều đó, một cái tâm mà không có đố kỵ, thay vì cái chúng thấy người khác làm điều hay, làm điều tốt, làm được một cái thiện sự nào đó mà một cái người bình thường không có học, không có sự ý thức, khởi lên lòng cái lòng ganh ghét, ganh tị liền, thì cái tâm đó là tâm sân, là tâm bất thiện. Và khi chúng ta có cái cải chánh chánh tri kiến
có cái sự hiểu biết đúng, biết rằng ồ cái tâm đó là cái tâm không hay, cái điều đó là điều không nên làm, cho nên sửa lại là phải dùng cái tâm là tùy hỷ hoan hỷ với cái biết rằng đó là điều thiện, và cái tâm khởi lên để hoan hỷ với cái điều đó cũng là tâm thiện, thì thiện với thiện nó đi chung với nhau, nó là cùng một bọn, thì nó sẽ được hưởng được những quả an vui. Và thì thôi, cái thời gian nó cũng rất là giới hạn, xin vì lời yêu cầu cũng như để mà lên bổ sung, chứ thực ra là cũng chẳng có gì bổ sung trong cái bài pháp ngày hôm nay, phải không quý vị? Thì chúng ta qua cái bài pháp này chúng ta nhớ cái điều đó để mà rút ra được cái điều gì, ráng cố gắng thuộc luôn cả 10 điều này để làm nền tảng trong đời sống của chúng ta và để dạy cái tâm của mình. Quan trọng là cái quay, quan trọng quay vào trong, giống như nãy nói, quay vào trong nhìn cái tâm của chúng ta để dạy chính mình là một cái người tu chân chánh, để nhằm với một mục đích niết bàn giải thoát trong ngày vị lại. Xa đủ, xa đủ, xa đủ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Nguyên Như và anh Lý và đã lên chia sẻ bài học ngày hôm nay, rất là hoan hỷ, và mọi người Nguyên Trang cũng thấy mọi người rất là hoan hỷ, những cành hoa rất là đẹp. Và sau đây thời gian cũng vừa phải lẽ, và sau đây con kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ không biết sư Nguyên Thông có trước, sư Nguyên Thông có trước máy không ạ? Dạ con có thỉnh, con dạ con kính thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ sa thú, con kính tri ân sư, con kính dâng mít lại cho sư ạ. Ada sime aka sime nya timita saka chame peta nang da khinang da cha bua be katamanu sarang nairu nang vasoko vaya vanya paride vanana tang peta namatha ye vang ti thanh ti nya ta yo ajang cha kho da khina di na sang kham hi supati ti ta di gata tam ta ya sathana so upaka pati so nya ti tham mo cha yang ni da si to pe ta na pu cha ka tha ra u la ra pa lang cha pi khu namanup ba di nang tum he pun nyang pasunang akapakang ti Bhavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa bhuta nupave nasada soti pavang tu te bhavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa dhamma nupave nasada soti pavang tu te bhavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa sangha nupave nasada soti Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo pháp, do nhờ qua đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni tu be ka re po thi ka re ta hin ta hin Ta tham ma da ne na pha văn tu bu chi ta so tên ka ro te Tha vi ha ra man da le Thế ra cha mắt cha na wa ka cha phít ka wo sa ra mi ka da Na ba ti u pa sa ka Ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sap ba na phu ta su khi ta pha văn tu te
cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kam tham ma wa rang a pi a ti cha te sap te pi duk kha sak ka ro tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha duk ka la sang kho ho tu sa mak go wa attha ya cha hitta ya cha am he rak tu kha sa tham mo sap de pi tham ma cha ri no wu ten sam ba pu ne ya ma tham ma pi yam ba we di te do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm trong ngày hôm nay, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và một lần nữa, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và tham gia buổi học nhóm của chúng con ngày hôm nay. Và kính cảm ơn Sức Nguyên Như và Huynh Lý đã lên và chia sẻ bài học ngày hôm nay, rất là hoan hỷ ạ. Và con kính mời đạo tràng trở lại room vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn, và ngày mai sẽ là thời giảng của sư Pháp Tính. Dạ, con kính mong quý đạo tràng kính mong quý đạo chú, quý đạo hữu trở lại vào ngày mai ạ. Và con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Dạ, một lần nữa con kính tri ân và kính tạm biệt đạo tràng. Chúc đạo tràng có một đêm an lành. Dạ, con xin xuống mít ạ.